Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 136. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sáng lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đem Israel ra khỏi giữa chúng nó vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài phân biển đỏ ra làm hai vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khiến Israel đi qua giữa biển ấy vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xô Pharaon và cả đảo binh người xuống biển đỏ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh bại các vua lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh giết những vua có danh vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức là Sihôn vua dân Amorit vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và Ốc vua Ba-san vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, tức làm sản nghiệp cho Israel là kẻ tôi tớ Ngài vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thư gửi cho người Hebrew, chương 1. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy, được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta? Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo,
Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, rồi trời đất sẽ biến đổi. Nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Chương 6. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Amram là A-rôn, Môi-se và Miriam. Con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Eleasa sanh Phinea, Phinea sanh Abishua, Abishua sanh Buki, Buki sanh Usi, Usi sanh Serahiya, Serahiya sanh Merayot, Merayot sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Ahimaat, Ahimaat sanh Asaria, Asaria sanh Yohanan. Yohanan sanh Asaria là kẻ làm chức tế lễ trong đền vua Salomon đã xây ở thành Jerusalem. Asaria sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Shalum, Shalum sanh Hinkia, Hinkia sanh Asaria, Asaria sanh Seraya, Seraya sanh Jehosadak. Jehosadak bị bắt làm phu tù khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nebuchadnezzar mà bắt dẫn dân Giu-đa và Jerusalem đi. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Đây là những tên của các con trai Gẹt-sôn: Lip-ni và Shimei. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Merari là Mát-li và Mu-si. Ấy là các họ hàng người Lê-vi theo tông tộc mình. Con trai của Gẹt-sôn là Lip-ni. Con trai của Lip-ni là Gia-hát. Con trai của Gia-hát là Sim-ma. Con trai Sim-ma là Yo-a. Con trai Yo-a là I-đô. Con trai I-đô là Sê-ra. Con trai Sê-ra là Dê-a-trai. Con trai của Kê-hát là Aminadab. Con trai của Aminadab là Cô-rê. Con trai của Cô-rê là Ác-si. Con trai của Ác-si là En-ca-na. Con trai của En-ca-na là Ebi-a-sáp. Con trai của Ebi-a-sáp là Ác-si. Con trai của Ác-si là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là U-ri-en. Con trai của U-ri-en là U-si-ya. Con trai của U-si-ya là Sao-lơ. Con trai của En-ca-na là Amasai và Ahimốt. Con trai của En-ca-na là Sô-phai. Con trai của Sô-phai là Na-hát. Con trai của Na-hát là Eliab. Con trai của Eliab là Jeroham. Con trai của Jeroham là En-ca-na. Các con trai của Samuel là: con trưởng nam là Va-sê-ni, con thứ hai Abia. Con trai của Merari là Mát-li. Con trai của Mát-li là Lip-ni. Con trai của Lip-ni là Shimei. Con trai của Shimei là U-sa. Con trai của U-sa là Shimea. Con trai của Shimea là Hagia. Con trai của Hagia là Asaya. Sau khi hòm giao ước đã để yên rồi, vua David có đặt những kẻ để coi sóc việc hát sướng trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc trước đền tạm về việc hát sướng cho đến khi vua Sa-lô-môn xây xong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Ai nấy đều theo ban thứ mình mà làm việc. Đây là những kẻ chầu trực với con trai mình. Trong con cháu Kê-hát có Hê-man là kẻ nhã nhạc, con trai của Yô-ên. Yô-ên con trai của Sa-mu-ên. Sa-mu-ên con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Jê-rô-ham. Jê-rô-ham con trai của Eli-ên. Eli-ên con trai của Thô-a. Thô-a con trai của Su-phơ. Su-phơ con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Ma-hát. Ma-hát con trai của Amasai. Amasai con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Yô-ên. Yô-ên con trai của Asaria.
Asaria con trai của Sophoni, Sophoni con trai của Tahat, Tahat con trai của Akshi, Akbi con trai của Ebiasap, Ebiasap con trai của Kore, Kore con trai của Yisheha, Yisheha con trai của Kehat, Kehat con trai của Levi, Levi con trai của Israel. Asap anh em của Heman, chầu trực bên hữu người. Asap là con trai của Berekia, Berekia con trai của Shimea, Shimea con trai của Mikael, Mikael con trai của Baseya, Baseya con trai của Mankiya, Mankiya con trai của Ekni, Ekni con trai của Sera, Sera con trai của Adaya, Adaya con trai của Ethan, Ethan con trai của Sima, Sima con trai của Shimei, Shimei con trai của Yahat, Yahat con trai của Gẹt-sôn, Gẹt-sôn con trai của Levi. Các con cháu của Merari, anh em của chúng, đều chầu trực bên tả là Ethan con trai của Kishi, Kishi con trai của Abdi, Abdi con trai của Maluk, Maluk con trai của Hashabia, Hashabia con trai của Amasia, Amasia con trai của Hinkia, Hinkia con trai của Amshi, Amshi con trai của Bani, Bani con trai của Sheme, Sheme con trai của Matli, Matli con trai của Mushi, Mushi con trai của Merari, Merari con trai của Levi. Các anh em chúng là những người Levi khác đều được cắt làm mọi việc trong đền tạm của Đức Chúa Trời. Aaron và các con trai người đều dâng của lễ hoặc trên bàn thờ về của lễ thiêu hay là trên bàn thờ sông Hương, làm mọi việc ở nơi chí thánh và làm lễ chuộc tội cho Israel theo như mọi sự Môi-se đầy tớ Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Đây là dòng dõi của Aaron: Eleasa con trai của Aaron, Phinea con trai của Eleasa, Abishua con trai của Phinea, Buki con trai của Abishua, Uzi con trai của Buki, Serahiah con trai của Uzi, Merayot con trai của Serahiah, Amaria con trai của Merayot, Ahitub con trai của Amaria, Sadok con trai của Ahitub, Ahimaat con trai của Sadok. Này là nơi ở của con cháu Aaron tùy theo nơi đóng trại mình trong địa phận chúng. Họ hàng Kehat bắt thăm trước hết. Họ phân cấp cho chúng thành Hebron tại xứ Juda và các cõi bốn phía. Song đất ruộng và hương thôn của thành đều ban cho Caleb, con trai Jephune. Lại con cháu Aaron được những thành ẩn náu là Hebron, Libna và địa hạt nó, Yatia, Estemoa và địa hạt nó, Hilen và địa hạt nó, Debir và địa hạt nó, Asan và địa hạt nó, Bethshemesh và địa hạt nó. Bởi từ chi phái Benjamin, họ được Geba và địa hạt nó, Alemet và địa hạt nó, Anatot và địa hạt nó. Các thành của chúng cộng lại được 13 cái tùy theo gia tộc họ. Con cháu Kehat còn lại bắt thăm mà được 10 thành trong nửa chi phái Manasseh. Con cháu Gẹt-sôn tùy theo họ hàng đều được 13 thành bởi trong chi phái Issachar, chi phái Asher, chi phái Nephtali và chi phái Manasseh tại đất Ba-san. Con cháu Merari tùy theo gia tộc họ đều bắt thăm mà được 12 thành bởi trong chi phái Ruben, chi phái Gác và chi phái Sa-bu-lôn. Dân Israel chia cấp cho người Lê-vi các thành ấy và địa hạt nó. Họ bắt thăm mà cho bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Simeon và chi phái Benjamin, những thành đã kể ở trên. Trong người Kehat có mấy nhà đã được những thành bởi trong chi phái Ephraim? Chúng được những thành ẩn náu là Shechem với địa hạt nó tại trên núi Ephraim, Gê-xê với địa hạt nó, Dốc-mê-am với địa hạt nó, Bết-hô-rôn với địa hạt nó, A-gia-lôn với địa hạt nó, Gác-rim-môn với địa hạt nó. Và bởi trong nửa chi phái Manasseh, họ được Ane với địa hạt nó, Bileam với địa hạt nó. Người ta chia cấp các thành ấy cho những người của dòng Kehat còn sót lại.
con cháu Gẹt-sôn bởi họ hàng của nửa chi phái Manase được Golan ở đất Ba-san với địa hạt nó, Ách-ta-rốt với địa hạt nó. Bởi chi phái Isaka, họ được Kê-đê với địa hạt nó, Đô-bê-rác với địa hạt nó, Ra-mốt với địa hạt nó, A-nem với địa hạt nó. Bởi chi phái A-xe, họ được Ma-san với địa hạt nó, Áp-đôn với địa hạt nó, Hu-cô với địa hạt nó, Rê-hốp với địa hạt nó. Bởi chi phái Nep-ta-li, họ được Kê-đê trong Galilê với địa hạt nó, Ham-môn với địa hạt nó, Kiri-a-ta-im với địa hạt nó. Con cháu Merari còn sót lại bởi chi phái Sa-bu-lôn được Rimono với địa hạt nó, Tha-bô với địa hạt nó. Còn bên kia sông Giô-đanh về phía đông đối ngang Jericho bởi chi phái Ruben, họ được Bết-xe trong rừng với địa hạt nó, Gia-sa với địa hạt nó, Kê-đê-mốt với địa hạt nó, Mê-phát với địa hạt nó. Bởi chi phái Gác, họ được Ra-mốt ở đất Ga-la-át với địa hạt nó, Ma-ha-na-im với địa hạt nó, Hết-bôn với địa hạt nó, Gia-ê-xe với địa hạt nó. Chương 7. Con trai của Isaka là Thô-la, Phu-a, Gia-súp và Sim-rôn, 4 người. Con trai của Thô-la là U-si, Rê-pha-gia, Giê-ri-ên, Giác-mai, Giếp-sam và Sa-mu-ên, đều là trưởng trong tông tộc Thô-la và làm người anh hùng, mạnh dạn trong dòng dõi họ. Về đời David, số con cháu họ được 22.600 người. Con trai của U-si là Yit-ra-hia. Con trai của Yit-ra-hia là Mika-en, Obadia, Yo-en và Yishia. Cả cha con 5 người đều là trưởng tộc. Với họ có những đạo binh sẵn ra trận, cứ theo tông tộc và thế hệ của chúng. Số được 36.000 quân, bởi vì chúng có nhiều vợ và nhiều con. Lại anh em chúng trong dòng Isaka là những người anh hùng, mạnh dạn theo gia phổ, số được 87.000 tên. Con trai của Benjamin là Bela, Beke và Yediaen, 3 người. Con trai của Bela là Ekbon, Usi, Usien, Yerimot và Iri, 5 người. Thấy đều là trưởng tộc, người mạnh dạn, số con cháu họ theo gia phổ được 22.034 người. Con trai của Beke là Semira, Yoach, Eliese, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot và Alemet. Những kẻ ấy là con trai Beke. Họ đều là trưởng tộc và người mạnh dạn. Số con cháu họ theo gia phổ của chúng được 22.000 người. Con trai của Yediaen là Binhang. Con trai của Binhang là Yeúc, Benjamin, Ehud, Kenana, Sethang, Tareshi và Ahishaha. Những kẻ này là con trai của Yediaen đều là trưởng tộc, vốn người mạnh dạn. Trong con cháu chúng kẻ được ra trận số là 17.200 người. Lại có Subbim và Hobbim, con trai của Ire, Hushim con trai của Ahe. Con trai của Nephtali là Yashien, Guni, Yese và Salum, đều là con của bà Bila. Con trai của Manase là Adrien, mà hầu Aram của người sanh. Nàng cũng sanh Maki là tổ phụ của Galaad. Maki cưới em gái của Hobbim và Subbim, tên là Maaka mà làm vợ. Tên của con thứ là Selophat. Selophat sanh ra mấy con gái. Maaka, vợ của Maki, sanh được một đứa con trai đặt tên là Phê-rết. Tên của người em là Sê-rết. Sê-rết sanh ra U-lam và Ra-kem. Con trai của U-lam là Bê-đan. Ấy là con trai của Ga-la-át, cháu của Maki, chắc của Manase. Em gái của Ga-la-át là Ha-mô-lê-kết, sanh Y-sốt, Abi-e-xe và Mác-la. Con trai của Shemida là Ahi-an, Shekem, Li-khi và Ani-am. Con trai của Ephraim là Su-tê-la. Con trai của Su-tê-la là Bere. Con trai của Bere là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là Eleada. Con trai của Eleada là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là Sa-bát. Con trai của Sa-bát là Su-tê-la, Ê-xe và Ê-lê-át.
chúng nó bị người đất gác giết vì có xuống gác đặng cướp súc vật của họ. Ê-phra-im, cha chúng nó, để tang lâu ngày và anh em người đều tới an ủi người. Đoạn, người ăn ở cùng vợ mình, nàng có thai, sanh được một đứa trai, đặt tên là Beria vì nhà người đã bị tai họa. Con gái người là Sê-ê-ra. Nàng xây Bết-hô-rôn trên và dưới cùng U-sên-sê-ê-ra. Lại người sanh Rê-pha. Rê-pha sanh Rê-sép và Tê-la. Tê-la sanh Ta-hang. Ta-hang sanh La-ê-đan. La-ê-đan sanh A-mi-hút. A-mi-hút sanh Ê-li-sa-ma. Ê-li-sa-ma sanh Nun và Nun sanh Giô-suê. Sản nghiệp và nơi ở của chúng là Bê-tên và các hương thôn nó, về phía đông là Na-a-rang và về phía tây là Gê-xê với các hương thôn nó. Lại có Si-chem và các hương thôn nó cho đến Ga-sa và các hương thôn nó. Gần bờ cõi chi phái Ma-na-xê có Bết-xê-an và các hương thôn nó, Ta-nát và các hương thôn nó, Mê-gi-đô và các hương thôn nó, Đô-rơ và các hương thôn nó. Con cháu Joseph, con trai Israel, đều ở tại những chỗ ấy. Con trai của Ashe là Dimna, Dít-và, Dít-vi, Beria, và Sera là em gái chúng nó. Con trai của Beria là Hebe và Mankien. Mankien là tổ phụ của Biết-sa-vít. Hebe sanh Giáp-phơ-lết, Sô-mê, Hô-tham, và Su-a là em gái của chúng nó. Con trai của Giác-phơ-lết là Pha-sát, Bim-hanh và A-vác. Đó là những con trai của Giác-phơ-lết. Con trai của Sê-mê là A-hi, Rô-hê-ga, Hu-ba và A-ram. Con trai của Hê-lem, anh em Sê-mê là Sô-pha, Dim-na, Sê-lết và A-man. Con trai của Sô-pha là Su-a, Hạc-nê-phê, Su-anh, Bê-ri, Dim-ra, Bết-xê, Hốt, Sama, Sinh-sa, Dít-rang và Bê-ê-ra. Con trai của Dê-the là Dê-phu-nê, Phít-ba và A-ra. Con trai của U-la là A-ra, Hani-ên và Ri-si-a. Những kẻ ấy đều là con cháu của A-xê, làm trưởng tộc, vốn là tinh binh và mạnh dạn, đứng đầu các quan tướng. Các người trong chúng hay chinh chiến, theo gia phổ, số được 26.000 tên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.